Xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Hôm nay và ngày mai trên khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió có hướng Đông Bắc đến Đông ở mức cấp 3 đến cấp 4, sóng biển thấp dưới 2 mét. Thời tiết duy trì trạng thái nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng nên tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Còn đối với các vùng biển phía Nam, trong đó có huyện đảo Trường Sa, cường độ gió cũng phổ biến ở mức là cấp 3, cấp 4. Tuy nhiên, những cơn mưa rào và dông vẫn lặp lại khiến cho tầm nhìn xa giảm và nguy cơ về lốc xoáy, gió giật còn tiềm ẩn trong cơn dông, nên bà con ngư dân cần lưu ý khi tổ chức các hoạt động khai thác hải sản ở các vùng biển này. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai, vùng biển Vịnh Bắc Bộ, gió có hướng Đông Nam đến Nam cấp 3, có lúc cấp 4, sóng biển thấp, cùng với đó là trạng thái nắng ráo, tầm nhìn xa trên 10 km, nên thời tiết vẫn thuận lợi cho việc khai thác hải sản của bà con ngư dân, cũng như những chuyến tàu trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ. Đối với tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng Đông Bắc đến Đông và cường độ cũng khá yếu, chỉ ở mức là cấp 3, cấp 4. Thời tiết cũng ít mưa, ngày trời nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, nên bà con ngư dân có thể yên tâm tổ chức các hoạt động khai thác hải sản tại đây. Số đề tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc chỉ ở mức cấp 3. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dải mây dông từ phía Nam, nên những cơn mưa rào và dông vẫn lặp lại. Mưa có thể xảy ra vào thời điểm bất chợt trong ngày, nhưng tập trung nhiều hơn về chiều và tối. Các tàu thuyền cần lưu ý tầm nhìn giảm và nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật trong cơn dông. Điều đáng lưu ý trên tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc vẫn là sự xuất hiện liên tục của những cơn mưa rào và dông, có nơi xảy ra mưa dông mạnh. Nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy hay gió giật cũng luôn tiềm ẩn, nên thời tiết không được thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.